Cuối cùng cũng đến lúc là giáo hội phải ra quyết định kỷ luật ông Thích Chân Quang. Nhưng tôi cho rằng cái này nó quá muộn. Chẳng qua là mấy tuần gần đây mạng xã hội phản ứng dữ dội, rồi cộng thêm một số tờ báo nữa phản ứng gay gắt. Do đó giáo hội mới là giả vờ gọi là kỷ luật vậy thôi. Chứ còn thực lòng giáo hội cũng không thành tâm kỷ luật ông Thích Chân Quang. Cho nên tôi nói là cái án mà 2 năm cấm giảng đạo thì cái chuyện đó cũng là cũng một cái mức án gọi là tượng trưng cho vui thôi. Đấy, ngay như là trong cái vụ mà là mà Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà cơ sở 2 đấy, văn phòng Trung ương 2 đấy chỉ đạo về cái việc mà họp để xem xét kỷ luật của ông Quang, thì trong đó cũng đưa ra cái cách làm việc là đến chùa Pháp Quang, chứ không phải mời ông Chân Quang đến Tỉnh hội Bà Rịa Vũng Tàu, chứ chưa nói đến chuyện mà là mời đến văn phòng 2 nữa. Đây, đây này, bà con xem lại là cái văn bản này này. Vừa qua trong phiên họp ngày 4/6/2024 tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, đề nghị Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến chùa Phật Quang trao đổi với Thượng tọa Thích Chân Quang. Đến chùa Phật Quang, đến chùa Phật Quang để trao đổi với Thượng tọa Thích Chân Quang. Rồi đây gọi là trao đổi thôi, ghê không? Chỉ có là trao đổi thôi, chứ còn không có dám là nói để cái chuyện là coi như là để yêu cầu thầy Thích Chân Quang là báo cáo cái nọ báo cáo cái kia nữa, mà còn đến chỗ chùa ổng tu để mà coi như là mà trao đổi nữa chứ, thấy không? Và trao đổi xong rồi là cũng không có một hình thức gì hết. May nhờ Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu tiếp lại lần hai mới có là cái án phạt hôm nay. Cho nên là tôi nói rằng là ở đây giáo hội làm quá trễ. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái này nó cũng là cực chẳng đã của giáo hội thôi. Chứ còn trên thực tế các vị lãnh đạo của giáo hội cũng chưa chắc là đã muốn kỷ luật ông thầy Quang. Báo chí đưa tin thì có vẻ là đao to búa lớn là thế này thôi, nhưng mà cũng như là gãi ngứa ông thôi. Cấm Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng với mọi hình thức trong 2 năm. Đấy. Nhưng mà cái vấn đề thuyết giảng thực ra là một cái phần nhỏ trong cái sai phạm của ông. Phần nhỏ thôi, chứ còn ông sai phạm nhiều lắm. Cái này là phải là phải làm mạnh lên. Mà tôi nói không không mà để cho một số ông như ông Thích Đức Thiện đó là bao che cho kiểu đó là không được. Thấy không? Bao che kiểu đó là không được. Bao che rồi là coi như là hết cỡ. Bây giờ mà mạng xã hội dừng lại, báo chí dừng lại thì cũng nhiêu đây thôi. Nhưng mà tôi cho rằng là tội của ông này to lắm. Riêng cái những cái tổ chức mà đáng ngờ vực của ông này, tổ chức Chúng Thanh Niên của ông đó, là cái tổ chức đó là rất nguy hiểm lắm. Nhưng rồi cũng không đề cập đến, chỉ có mà cái là cấm thuyết giảng với mọi hình thức, rồi là gỡ mấy cái clip bậy bạ của ông thôi. Cái đó chỉ là một phần trăm trong số những cái sai trái của ông thôi, thấy không? Đấy, chúng ta đọc lại cái văn bản của giáo hội các em. Đây, có mấy mục đây. Một, không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. 2 năm chẳng nhằm nhò gì với ông. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với
giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, tức là ông xóa bỏ cái là không tà dâm đó bà con, trong năm cái điều cấm đó. Ông không có cái điều cấm là không tà dâm, mà ông thay bằng không phản bội. Cái này tôi hứa với bà con này mà tôi chưa làm, ông này ghê gớm lắm. Gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Thượng tọa Thích Chân Quang và ban quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh thành phố. Ghê không? Đó, cái chúng thanh niên đó ông rải khắp các tỉnh thành phố. Ai cho phép làm như vậy? Anh đã đăng ký với Bộ Nội vụ để thành lập gọi là đoàn thể chưa? Hội đoàn chưa? À, ai cho làm là như vậy? Rồi không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Quang, Thiền Tôn Phật Quang. 4. Giao cho Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm. Giám sát có được hay không? Hay là như cái văn bản vừa rồi là trong cái đợt vừa rồi đấy, cả mấy ông khúm núm tới, đi tới mò lò mò tới là chùa Phật Quang, chứ không đủ cái sự dũng cảm để mời ông này đến là giáo hội, đến văn phòng của Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mà mấy cái vị này phải lò mò đến chùa Phật Quang. Như thế thấy có nhục không đó chứ? Mình đi kỷ luật, xem xét kỷ luật một đối tượng mà mình phải đến cái chùa ông ở, chứ không dám mời ông đến trụ sở. Thấy không? Như vậy là thấy rằng là coi như là nghe nó quá nhục. Đấy. Tóm lại theo tôi là cái kỷ luật này cũng là trò chơi thôi. Thấy không? Ký ngay ngày hôm nay là ký ngày 19 tháng 6 2024 này. Lần lửa mãi rồi mới là ký được cái này. Mà chắc cũng phải nhờ là bên ban tôn giáo chính phủ người ta thúc giục và nhờ một số tờ báo quấn ổng. Thì rồi mới bên này người ta mới làm đó, thấy không? Đấy, xem là cái phần mở đầu vừa qua, văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhận được các văn bản và đơn thư của cộng đồng Phật tử nhân dân cũng như những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, mà chủ yếu là những thông tin trên mạng xã hội đó, phản ánh về nội dung những bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Chân Quang trụ trì Thiền Tôn Phật Quang tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Uy tín gì còn đâu nữa, các thầy đâu còn đâu có uy tín nữa. Có hai vấn đề, một là các thầy duy trì bao che cho ông Thích Chân Quang này, hai là các thầy đẩy đuổi thầy Minh Tuệ. Hai cái đó rồi thì các thầy đâu còn uy tín đồ gì nữa đâu là các thầy.